danh hiển hạnh hưởng vương cao mươi hai tu. Mất ngày 19 tháng 7 năm Giáp Thìn, nguyện Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phương Như Lai hiện lời chứng. Chiên xin danh hiệu đến Tây Phương. Đến đó qua ngợi nghe diệu pháp. Nguyện hành thập địa tự nhiên thành. Thank you.
Phật này đến cho gia đình Phật tử.
gia chồn cùng với người ở quê hồn trong gia đình quê Phật này mà tập tận tay được tiêu trừ hiện căn tâm trừ hướng tinh trai quyền dòng cống đức niệm Phật này mà tất cả đều biết phát khởi tinh tâm nguyên về đã ngoài tâm tạo niệm Phật A Di Đà hiện tại thân tâm an lạc Phật lãnh tiêu trừ sau khi xả bỏ bao thân này đồng sống tây phương cực lạc quốc thử nguyện xin hồi hướng công đức lần này đến với chư vị hương linh công linh hướng linh hay và đảm bảo chữ hướng linh anh hùng tỷ kỷ quốc dòng văn đồng mà tư năng hợp nhị nỗi cô hồn chúng sanh ngộ khác quyền cho hương linh tóc xá mê độ chiếu linh tình đầu phổ nguyện âm siêu dương ơn pháp giới chúng sanh đồng tâm về tỉnh ma đạo ba Oh.
đại lực đại hay anh chí bộ ác phúc những thân học tình đại hại chúng vô mộng thái chỉ tâm đảnh lễ nam mô tây phương cực lạc như chỉ hai hồi phật bồ tát giúp biết hiền hạnh chúng tự hưởng hiền We'll be right back.